Tụi nó tới. Nằm đây nha. Làm ơn. Tụi tôi với. Cái gì vậy? Hả? Làm ơn. Hình như là bà đẻ anh ơi, để em xuống xem. Thôi, mấy anh đang đi hàng, động vào đám chửa đẻ này đen lắm. Để em xuống xem thế nào nhá. Làm ơn, các anh ơi. Cứu tôi với, đau quá. Vợ chồng trong này ở Dương nhỉ? Dẹp vào cho người ta đi. Con vợ tao nó đi đè, nhìn đến đây nó đau quá, không đi được nữa. Khiêng nó vào lề đi. Đi trước ấy. Nó nặng lắm, tao kinh không nổi. Mày giúp tao với. Cái thằng này phiền nhỉ. Không được bài bán mì. Đây, cái gì đây? Ôi, làm ơn, giúp tao với, làm ơn đi. Con vợ tao nó đi đè. Bây giờ nó đau quá, chịu không nổi. Mày làm ơn, đưa vợ tao đi tới bệnh viện. Làm ơn đi. Này, cái ba đẻ này. Làm ơn đi. Sắp đẻ đến nơi còn bò ra đường làm gì. Làm ơn, đưa vợ tao tới bệnh viện. Vợ tao nó đẻ. Làm ơn đi. Làm ơn giúp tao. Làm ơn đi. Giúp tao với. Này, ơi. Ôi! Anh Thăng, người của mình là anh ấy hả? Không cần biết nhiều. Công nhận hồi nãy em diễn giỏi thiệt. Tại sao không làm diễn viên đi? Đi làm trinh sát chi ổn vậy? Báo cáo sếp, gọn gàng, hủy bỏ phương án 2. Ông làm gì mà chậm vậy? Chậm 45 phút của tôi rồi đấy. Khách nó đang chờ. Nhanh nhất có thể rồi. Rồi, mọi chuyện như nào? Như nào nữa? Giờ không còn thời gian. Tất cả nghe đây. Đường vào bãi mìn duy nhất chỉ có một đường vào và một đường ra. Thằng Linh sẽ là người dẫn đường. Tất cả đi theo hàng một. Người đi sau theo người đi trước. Thằng nào đi không đúng hàng, mìn nổ banh xác rồi đấy. Nghe chưa? Tất cả chuẩn bị đi.